thiết tha. Khi bình minh hé sáng, phố phường còn ngủ yên. Khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá, thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ, cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm. Có
quá đắng. Ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà, có nụ cười mọi hôm nghe não nề. Ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai của mong. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rời chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rời trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rời trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Thưa các thầy cô, các anh chị và các bạn, lễ kỷ niệm 20 năm ra trường của học sinh phổ thông trung học Thăng Long niên khóa 96-99, 20 năm nơi ấy ta gặp nhau, xin phép được bắt đầu. Kính mời các thầy cô, anh chị và các bạn đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ. Chào cờ, chào. Toàn quân Việt Nam đi, chung lòng yêu quốc, bước chân dồn vang trên đường ầm người xa. Cờ in máu chiến thắng sáng trên khúc quân hình ca, đường vinh quang xây xa quân hồ thắng sang nào cùng nhau lập trên cô, vì nhân dân chiến đấu không ngừng tiến mau ra xa trường kia. Kính thưa thầy cô, các anh chị, các bạn, thời gian trôi đi thật nhanh. Mới ngày nào chúng ta còn là những cô cậu học trò của thế hệ 8X, còn bỡ ngỡ bước vào mái trường phổ thông Thăng Long với những bồi hồi, lo âu, lạ lẫm. Vậy mà đã 20 năm rời xa mái trường thân yêu, 20 năm với bao hoài niệm, bao yêu thương, ấp ủ và thương nhớ. Sáng hôm nay trong tiết trời rực nắng của mùa tri ân người lái đò, được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường, cùng với niềm hân hoan của tất cả các thành viên, học sinh Trung học Phổ thông Thăng Long liên khóa 96-99, chúng em xin tổ chức chương trình 20 năm nơi ấy ta gặp nhau để tri ân thầy cô, hội ngộ bạn bè sau nhiều năm xa cách và cùng ôn lại những kỷ niệm yêu dấu của tuổi học trò sau 20 năm xa trường. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu những người được ví là người lái đò thầm lặng, những thầy cô đáng kính của chúng ta. Em xin giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Vân Hà, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Em xin giới thiệu thầy Phạm Huy Vinh, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Em xin giới thiệu cô Nguyễn Ngọc Uyển, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Cô Lê Thị An, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Cô Phạm Thị Thanh Vân, hiệu trưởng nhà trường. Thầy Nguyễn Hữu Nhị, nguyên tổng phụ trách nhà trường.
Đạo Phương Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D, niên khóa 9699. Thầy Nguyễn Ngọc Thìn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12G, niên khóa 9699. Thầy Nguyễn Thanh Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 khác, niên khóa 9699. Cô Hoàng Phương Lan, giáo viên chủ nhiệm 12Y, niên khóa 9699. Cô Phạm Vân Khanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12G, niên khóa 9699. Cô Nguyễn Kim Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp 12K, niên khóa 9699. Cô Phạm Thị Kim, giáo viên chủ nhiệm lớp 12M, niên khóa 9699. Cô Trần Kim Phượng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12N, niên khóa 96. Em xin giới thiệu thầy Phạm Duy Ninh, giáo viên bộ môn thể dục, niên khóa 9699. Em xin giới thiệu thầy Hoàng Lâm Tử Bành, giáo viên bộ môn lý, niên khóa 9699. Em xin giới thiệu cô Lê Thúy Quỳnh, giáo viên bộ môn giáo dục công dân, niên khóa 9699. Và cuối cùng, xin được trân trọng chào đón 320 thành viên của niên khóa 9699. Cảm ơn các bạn đã thu xếp thời gian từ nước ngoài, từ khắp mọi miền Tổ quốc trở về và có mặt trong buổi lễ đầy không khí ấm áp của 20 năm ra trường ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón tất cả mọi người. Và em xin giới thiệu ạ, có cô Lê Trường Phúc ạ. Giáo viên bộ môn kỹ thuật cũng đang chuẩn bị vào dự lễ kỷ niệm của chúng ta. Một lần nữa xin một tràng pháo tay để bắt đầu chương trình ạ. Trong mỗi chúng ta, hình ảnh bảng đen, hình ảnh người thầy, người cô đang đứng trên bục giảng với viên phấn trắng say sưa giảng bài đã trở nên rất đỗi quen thuộc khi ta nhớ về tuổi học sinh trong trẻo ngây thơ. Chúng ta, những thế học sinh luôn thấu hiểu sau những bài học là bao đêm thầy cô thức cùng trang giáo án, bao tìm tòi, suy nghĩ, mái tóc thầy cô ngày càng bạc thêm. Ca khúc Bụi Phấn của cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu do bạn Nguyễn Hoài Thu thể hiện sẽ mở màn cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay ạ. Em xin kính chào toàn thể các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh có mặt ngày hôm nay. Cách đây 20 năm, Thu cũng đã hát bài hát này để đi thi cho trường của mình. Và cô Vân hiện là hiệu trưởng, là người cô giáo lúc đấy đã hướng dẫn cho Thu cái tiết mục văn nghệ này. Và bây giờ xin gửi tặng tất cả các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn bài hát Bụi Phấn. Bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay. Mai sau lớn khôn rồi làm sao có thể nào quên thầy em người dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay. Mai sau lớn khôn rồi làm sao dạy dỗ khi em tuổi còn thơ.
thầy dạy dỗ. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hoài Thu, xin một tràng pháo tay cho bạn Nguyễn Hoài Thu ạ. Bài hát Con đường đến trường của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương do Tam Ca, Minh Duyên, Hồng Nhung, Thu Hương thể hiện. Xin mời ạ. Để tiếp nối chương trình là bài hát Phượng Hồng của nhạc sĩ Vũ Hường do bạn Minh Quân thể hiện ạ. Mùa phượng thì cũng đã vừa đi qua, nhưng mà dường như điều đó càng làm cho nỗi nhớ của chúng ta thêm da diết hơn. Nỗi nhớ về trường cũ, và trong đó có cả những nỗi nhớ về những mối tình thời đó. Và trong đó có cả những sự da diết của thời học sinh. Và sau đây nhạc phẩm Phượng Hồng, Quân xin gửi tới thầy cô tất cả các bạn.
những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trường phường ví em cầm là tuổi tôi 18, tùa chẳng ai hay tầm lặng mối tình đâu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là hoa bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở xưa giờ chơi mang đến lại mang về cánh phượng hồng ngân nga. Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không nên có một gã khờ lòng yêu tiếng lạc những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trường phường ví em cầm là tuổi tôi 18, và chẳng ai hay tâm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về cánh phượng hồng ngân nga. Mùa hè đến trường mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một gã khờ ngóng yêu thương làm thơ. Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại nắng ngập ngừ một vạt tóc nào sẽ. Xin cảm ơn bạn Minh Quân ạ. Cảm ơn bạn Minh Quân, xin một tràng pháo tay lớn hơn để cho bạn Minh Quân ạ. Để tiếp nối chương trình, bài hát Tuổi đời mênh mông của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Tam Ca, Minh Phương, Hoài Thu, Bích Thảo thể hiện. Xin mời ạ. Tập thể lớp 12H xin gửi tới thầy cô và các bạn bài hát Tuổi đời mênh mông. We'll be right back.
mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me. Em cùng lá tung tăng như loài chim đen và đã hót giữa phố nhà. Ôm cuộc sống trong tay biết đời quá rộng, tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia. Em cùng đóa hoa đàn hay quỳnh hương trang thơm ngát từ đất cái quê nhà có tình yêu đời thơ. Bao đường phố em qua nắng lên đứng chờ, được dìu chân em đi đến những miền xa, thăm dòng đất bao la những làng quê cũ. Mùa cây trái níu chân về như là những bông hoa trong thành phố này. Tuổi đời mây mông quá múc non đầu cây, em về giữa thiên nhiên em cười em nói như sóng đùa biển khơi. Các bạn có thể hát cùng lớp hát được không ạ? Và tóc em bay trong chiều gió lộng, trời làm cơn mưa xanh dưới ngôi trường kia. Em cùng đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng thơm ngát từ đất đai quê nhà có tình yêu. Đường phố em qua nắng lên đứng chờ, đường dìu chân em đi đến những miền xa, thăm dùng đất bao la, thăm làng quê cũ. Mùa cây trái níu chân về như là những bông hoa trong thành phố này. Tuổi đời mênh mông quá múc non đầu cây, em về giữa thiên nhiên em cười em nói như sóng đùa biển khơi. Xin cảm ơn tam ca của lớp hát ạ. Để tiếp nối chương trình là bài hát Cảm ơn tình yêu của nhạc sĩ Huy Tuấn do bạn Thu Hường thể hiện ạ. Em xin kính chào các cô, thầy cô và các bạn ạ. Trong tay những yêu thương không nhau khi gặp nhau.
ơn bạn Thu Hương ạ. Cảm ơn bạn Thu Hương ạ. Xin mời bạn Minh Quân và Thu Hương của lớp 12G gửi đến thầy cô và các bạn bài hát Tình Thơ của nhạc sĩ Hoài An ạ. Yeah! Cảm ơn bạn Thu Hương và bạn Minh Quân ạ. Để tiếp nối chương trình là bài hát Mong Ước Kỷ Niệm Xưa của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương do Tam Ca, Hồng Nhung, Ngọc Yến, Mai Phương thể hiện ạ. Qua màu chỉ còn lấy nhau.
đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vào đâu đây? Tam ca Hồng Nhung, Ngọc Yến Ngọc và Mai Phương ạ. Còn lại nơi ấy mắt biếc, còn lại nơi ấy luyến tiếc, còn lại nơi ấy bao giấc mơ tan vào nhau, còn lại nơi ấy ta gặp nhau. Ý nghĩa và thông điệp mà chương trình chúng tôi muốn gửi tới các bạn ngày các bạn, nơi ấy chính là nơi chúng ta có nhiều kỷ niệm ngọt bùi nhất, nơi mà dù chúng ta xa xôi, dù bận rộn, dù đi đến chân trời góc bể, một ngày nào đó ta sẽ quay về. Và ngay lúc này đây chúng tôi xin mời lên sân khấu bạn Mai Hồng Dương sẽ đại diện cho học sinh trung học phổ thông Thăng Long niên khóa 96-99 để chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Xin mời bạn Mai Hồng Dương ạ. Dạ vâng. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng tới toàn thể các thầy cô giáo cũng như là các bạn học sinh niên khóa 96-99 thân mến ạ. Kính thưa các thầy cô, thì em xin được giới thiệu, em là Mai Hồng Dương. Có thể nói là một cậu học trò nhỏ của lớp G 20 năm về trước. Thực sự hôm nay đứng ở đây được đại diện cho gần 600 học sinh của K 96-99 thì cảm xúc rất là bồi hồi, xúc động.
thực sự là như vậy. Và có một hai cái câu thơ rằng lớp học năm xưa nhiều kỷ niệm, sân trường ngày cũ lắm ước mơ. Vâng, hai câu thơ đấy cũng chính là những tình cảm, chính là những tâm sự, những tâm nguyện của tất cả chúng em. Và Ban Liên lạc 9699 đã kết nối tất cả các bạn học sinh để chúng ta tựu về ngày hôm nay, để chúng ta cùng nhìn lại tất cả, tìm lại cho mình cái tuổi thơ, tìm lại cho mình cái sự thanh xuân ngày nào. Và có lẽ là mọi người cũng thấy các cái bài hát của chúng tôi vừa rồi đều là những bài hát chúng tôi chọn lựa từ những tác phẩm mà chúng ta đã thể hiện. Cách đây 20 năm chúng ta đã từng gặp nhau ở đây trên sân khấu nào, trên sân khấu này. Tôi nhớ không nhầm thì sân khấu cũ của chúng ta là ở phía đối diện, đúng không ạ? Đối diện. Và ngày thứ hai hàng tuần thì chúng ta thường lên đây để có một cái sinh hoạt dưới cờ. Thì vừa rồi chúng ta đang tái hiện lại một cái buổi sinh hoạt dưới cờ như vậy. Nhưng mà thực sự là đó chỉ là một phần thôi. Còn tất cả trong chúng ta khi 20 năm vừa qua, khi rời xa mái trường Thăng Long, mỗi người đều có một hướng đi riêng. Các bạn đều đi trên những con đường riêng. Các bạn đi vào đại học, các bạn đi vào cao đẳng, cũng như là với cái quy luật tự nhiên thì chúng ta xây dựng gia đình, có rất nhiều cái bộn bề trong cuộc sống. Thế nhưng đâu đó, khi mà chùm phượng vĩ đỏ rực rỡ, khi mà cánh bằng lăng đang tím ngắt, thì tất cả chúng ta đều có một chút bồi hồi, đều có một chút xao xuyến. Và thực sự tôi đã nhìn thấy những cái tình cảm của bạn từ sáng đến giờ, những cái ánh mắt nhìn nhau, tôi nhìn thấy rằng thực sự có một sự luyến tiếc, một sự hối hận nhẹ nhẹ. Bởi vì sao ngày ấy, thời gian ấy, tại sao mình không mạnh dạn ngỏ lời cùng cô ấy, đúng không ạ? Rồi đâu đó chúng ta còn nhớ không ạ? Còn nhớ cái nắm tay, còn nhớ cái nắm tay rất là thẹn thùng khi mà lần đầu tiên tay chạm tay của một bạn khác giới. Vâng, tất cả những cái tình cảm đấy thì nó sẽ ùa về trong chúng ta ngày hôm nay. Và thực sự với các thầy cô và các bạn, khi mà Ban Liên lạc của hội khóa 9699 tìm về với trường, tìm về với lớp, tìm về với các thầy cô, thì có một số thầy cô vì hoàn cảnh, vì điều kiện thì chúng em không thể tới tận nơi, không thể gặp gỡ được thầy cô. Nhưng hôm nay trên sân khấu này thì em xin phép được thay mặt cho các học sinh của khóa 9699, em xin được gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả các thầy cô đã dìu dắt, dạy dỗ chúng em trong những năm tháng của lớp cấp 3. Và em xin kính chúc các thầy cô luôn luôn sức khỏe, dồi dào, nụ cười luôn nở trên môi. Và các thầy cô dù ở trong công việc gì, hoàn cảnh gì, thì các thầy cô luôn luôn sẽ là cái chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, cho người thân và kể cả cho các thế hệ học trò tiếp theo của chúng em nữa ạ. Dạ, vâng. Và còn các bạn 9699 ơi, tôi đứng ở đây bởi vì tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng chúng ta đã chia tay nhau 20 năm rồi và bây giờ chúng ta đang tìm lại nhau. Thì tôi hy vọng rằng không phải chỉ trong ngày hôm nay, không phải kỷ niệm 20 năm mà là 25 năm, 30 năm hay 40, 50 năm về sau nữa. Nhưng tất cả những cái kỷ niệm cũng chỉ là những ngày. Còn cái mà tôi mong muốn là chúng ta đã có một cái group là Phổ thông Trung học Thăng Long 9699, là Facebook, group Facebook. Thì tôi hy vọng rằng các bạn sẽ cùng nhau, nếu như ai chưa vào thì chúng ta sẽ vào tiếp. Và tất cả chúng ta sẽ tương tác với nhau nhiều hơn trong group đó. Tôi hy vọng rằng cái group kết nối của chúng ta sẽ kết nối được với nhau và tất cả chúng ta sẽ cùng giúp đỡ và chia sẻ những công việc và cũng như trong cái cuộc sống của mình. Và với cái tuổi 40 của chúng ta rồi, đúng không? Chúng ta cần có cái sự kết nối thì sẽ chia sẻ những cái cơ hội giao thương với nhau nhiều hơn nữa. Vâng, và không nói nhiều hơn nữa, chỉ một lần nữa được xin cảm ơn rất nhiều các thầy cô, rất nhiều các bạn đã có mặt trong ngày hôm nay và kính chúc cho hội khóa của chúng ta thành công, rực rỡ. Xin cảm ơn mọi người. Kính thưa thầy cô, học sinh liên khóa 9699 nói riêng cũng như các thế hệ học trò trưởng thành từ trường Phổ thông Trung học Thăng Long sẽ mãi nhớ về trường như một bến đỗ bình an và một điểm tựa tinh thần.
Trong suốt 20 năm qua, mỗi khi được nhắc đến tôi là cựu học sinh trường phổ thông trung học Thăng Long, em luôn có một thấy vô cùng tự hào. Trở về thăm trường ngày hôm nay, em xin gửi đến nhà trường lẵng hoa tươi đẹp. Em kính chúc thầy cô và Thăng Long của chúng ta luôn rực rỡ. Em xin kính mời lên sân khấu cô Phạm Thị Thanh Vân, hiệu trưởng nhà trường, đến nhận lẵng hoa của niên khóa chúng em. Xin mời bạn Nguyễn Đức Cường và bạn Phùng Thị Thanh Hà lên trao tặng lẵng hoa cho nhà trường. Kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến, hôm nay thực sự là tôi rất là phấn khởi và vui mừng khi được gặp lại những khuôn mặt thân quen, mặc dù có lẽ tên tôi cũng không còn nhớ nữa. Vì tôi nhớ là khi tôi đi du học về năm 1995 thì các bạn là cái khóa, những khóa đầu tiên là năm 96-99. Hồi đấy tôi cũng vẫn nhớ mãi là cô Vân Hà có hỏi là thế có làm được văn nghệ không? Thì thực ra là hơn gần một chục năm đi nước ngoài về thì tôi không hiểu làm văn nghệ là cái gì. Nhưng mà tôi thật sự là rất thích, mặc dù hát không hay nhưng thấy các bạn hát thì tôi cũng hát theo. Thế bởi vậy cho nên là tôi có những em học sinh như em Thu rồi một số bạn nữa. Thế bởi vậy cho nên là hôm nay được nhìn thấy các em thì tôi thấy rằng là một sự trưởng thành rất là lớn. Và làm sao cho chúng ta luôn luôn là một phần không thể thiếu được của trường Trung học Phổ thông Thăng Long. Và sang năm là 55 năm thành lập trường. Một lần nữa mái trường Trung học Phổ thông Thăng Long lại rất mong tất cả các em chúng ta lại cùng nhau tụ hội để đón một tuổi mới của trường Trung học Phổ thông Thăng Long. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô cùng toàn thể các em. Một đời người, một dòng sông, mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ. Qua sông thì phải lụy đò, đường đời muôn lối, cậy nhờ người đưa. Nếu cha mẹ là người sinh ra và đưa ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta những kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao nhiêu điều hay lẽ phải, giúp ta nên người. Có mấy ai đi suốt cuộc đời này mà không có người thầy, người cô dẫn lối. Thầy cô là những người lái đò tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Sau đây em xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Vân Hà, hiệu trưởng của các thế hệ học sinh 96-99 lên sân khấu để chia sẻ với chúng em một vài lời ạ. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các em học sinh khóa 96-99 yêu quý, mới ngày nào còn là những cô cậu học trò ngây thơ bỡ ngỡ bước vào cấp phổ thông trung học, được các thầy cô, các anh chị nhân viên, các anh chị khóa 11-12 đón tiếp nồng nhiệt, những thành viên của đại gia đình Thăng Long ấm áp. Thế mà 20 năm đã trôi qua, tuổi học trò đầy ắp kỷ niệm, những dấu ấn không thể nào quên, không thể phai mờ trong ký ức. Nhớ mãi tiếng trống ngày khai trường trong tiết trời mùa thu mát mẻ. Mùa thu ơi mùa thu trang sách mới. Tiếng trống ngày khai trường trong sáng như trời thu. Nhớ mãi tiếng trống bế giảng năm học, tiếng trống lễ ra trường sau 3 năm đèn sách. Tiếng trống lúc dồn dập, lúc khoan thai hòa trong tiếng ve râm ran dưới bóng phượng đỏ rực giữa sân trường. Mà ai đấy ít nhất có một lần ngắm nhìn, một lần rơi nước mắt khi chia tay nhau. Tạm biệt thầy cô, tạm biệt mái trường, tạm biệt những năm tháng học sinh phổ thông ngây thơ trong sáng. 20 năm đã trôi qua, học sinh khóa 96-99 đã trưởng thành. Các em đã thành đạt ở những cương vị, lĩnh vực công tác khác nhau. Các thầy cô rất vui sướng, tự hào bởi đã góp một phần nhỏ sức lực, trí tuệ của mình lái con đò đến bến bờ hạnh phúc. Xin thay mặt các thầy cô giáo trường Trung học Phổ thông Thăng Long cảm ơn sự tri ân sâu sắc của các em. Buổi hội tụ hôm nay chắc chắn để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức các thầy cô và các em học sinh khóa 96-99. Hãy làm như các em mong muốn, 20 năm, nơi ấy ta gặp nhau, nhớ trường xưa, gặp bạn cũ, tìm lại dấu ấn và cùng kết nối cộng đồng Thăng Long. Xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả các em đã có buổi gặp mặt đáng quý, đáng trân trọng này. Kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các em học sinh khóa 96-99 luôn tràn đầy sức trẻ, thành công trong cuộc sống. Chúc buổi giao lưu gặp gỡ hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn cô Vân Hà đã chia sẻ từ đó.
ban tổ chức chương trình đã chuẩn bị những món quà tươi thắm để tri ân tới các thầy cô, để cảm ơn công lao dạy dỗ của các thầy cô ạ. Trong suốt 3 năm chúng em học tại mái trường này, em xin trân trọng kính mời các thầy cô lên sân khấu để chúng em trao tặng những món quà tri ân ạ. Cô và các bạn, thầy Phạm Huy Vinh, nguyên hiệu phó hiệu trưởng nhà trường, đến tham dự buổi lễ ngày chúng ta ngày hôm nay có môi lời muốn chia sẻ. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em, vừa rồi cô Vân Hà đã có những điều cần nói thì đã nói cả rồi. Tôi chỉ có mấy câu văn vần để tặng các em khóa 96-99. Tôi xin phép đọc. Tặng học sinh khóa 96-99 trường Trung học Phổ thông Thăng Long. 20 năm mới có một ngày nô nức về đây bao đắm say. Chúc các em thành công hạnh phúc, tô thắm Thăng Long thế rồng bay. Em xin mời lên sân khấu cô Bạch Hồng Khang, chủ nhiệm lớp 12A. Lên sân khấu cô Tạ Phương Mai, giáo viên chủ nhiệm 12G. Em xin mời lên sân khấu thầy Nguyễn Ngọc Tình, giáo viên chủ nhiệm 12G. Em xin mời lên sân khấu thầy Nguyễn Thanh Vân, giáo viên chủ nhiệm 12H. Em xin mời lên sân khấu cô Hoàng Phương Lan, giáo viên chủ nhiệm 12Y. Em xin mời lên sân khấu cô Phạm Vân Khánh, giáo viên chủ nhiệm 12G. Xin mời bạn Đỗ Thị Minh Hà và bạn Minh Dị tại ban liên lạc sau tặng những món quà đến cho thầy cô. Cô Nguyễn Kim Liên, giáo viên chủ nhiệm 12K. Em xin mời lên sân khấu cô Phạm Thị Kim, giáo viên chủ nhiệm 12N. Em xin mời lên sân khấu cô Trần Kim Phượng, giáo viên chủ nhiệm 12N. Em xin mời lên sân khấu thầy Phạm Duy Ninh, giáo viên bộ môn thể dục. Em xin mời lên sân khấu thầy Hoàng Lâm Tử Bành, giáo viên bộ môn lý. Em xin mời lên sân khấu cô Lê Trường Phúc, giáo viên bộ môn kỹ thuật. Em xin mời cô Lê Thúy Quỳnh, giáo viên bộ môn giáo dục công dân. Xin mời bạn Nguyễn Hải Thu và bạn Lê Thắng đại diện cho niên khóa lên tặng quà tri ân các thầy cô. Thầy cô luôn có sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống ạ. Trong chúng ta chắc ai cũng có một tuổi thơ thật đẹp, tuổi thơ tràn ngập tiếng cười, niềm vui, tràn ngập những yêu thương, lo lắng, có biết bao kỷ niệm, những trưa nắng trốn đi chơi, những buổi chơi ô ăn quan hay nhảy lò cò. Đó là một tuổi thơ chúng ta chưa từng lo lắng về việc mưu sinh. Bài hát "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hoàng do tập thể admin của niên khóa 9699 Thăng Long thể hiện sẽ đưa chúng ta quay về miền ký ức với những tháng năm tuyệt đẹp đó. Xin mời ban admin 9699 của Thăng Long ạ. Em kính thưa các thầy cô và các bạn ạ. Bây giờ cô Hậu lớp chủ nhiệm lớp B mới tới được ạ. Em xin giới thiệu cô Hậu ạ. Bài hát này Thu nghĩ là tất cả các bạn ở đây đều biết đấy ạ. Các bạn có thể giơ cánh tay thật cao và hát cùng với cả ban văn nghệ của trường được không ạ? Xin cảm ơn các bạn.
mạnh của các bạn đâu ạ. Tôi yêu các bạn. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, để trở về với giấc mơ của ngày xưa. Bút mực truyện tranh, những gói bỏng hố trong ngăn bàn. Cho tôi xin về lại thời tập tô, để vẽ ông mặt trời hiền như bố. Những chiều dòng trời say mê những món đồ tất cả các bạn, bạn nào thuộc có thể hát cùng với chúng tôi được không ạ? Từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương, những chiều nhõng nhẽo mọi chuyện nhổ tóc sơ. Mỗi sợi trăng tinh còn lấy bà hàng trăm đồng. Hãy cho tôi xin một vé sau hôm nay đã đông đường dài, vậy cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa dòng trời với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa thì tôi sẽ chờ hoài. Vâng ạ, Thu cũng như tất cả các bạn đang ngồi ở đây, dù cuộc sống bây giờ chúng ta đã lớn khôn, nhưng ngày hôm nay đây chúng ta vẫn đang xin một vé đi về tuổi thơ đấy ạ. Cái tuổi mộng mơ cắp sách đến trường cùng với bác bao như thầy cô ở dưới mái trường Thăng Long cấp 3 này. Mong tất cả các thầy cô luôn được sức khỏe dồi dào. Mong tất cả các bạn có mặt nơi đây trong bước đường đời luôn được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn. Thời ô an quan, rồi cùng chơi chất, rồi cùng chơi quay, rồng rắn lên mây, nhảy dây với chơi thả diều. Cho tôi xin một vé đi ngày xưa, để lại ngày ấy cái buổi chẳng biết chi. Cứ bỏ túi biên đi, có khi dỗi nhau lần đầu. Cho tôi xin về với chẳng có mắt mặt trời có dâu, trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo gì. Cho tôi xin một vé về cùng ai, tuổi nào vừa lớn đã tập viết thư. Áo trắng ai bay khiến cho tuổi thơ sao khó qua người ơi, bay bay giờ đây
mang em thành bạn và ta thành trở về ngày xưa, sống chơi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chúng tôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi. Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoài cùng chúng. Xin cảm ơn. Cho nhau hơi ấm bạn bè, ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta, về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao hương vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng ca tiếng hát thiết tha trong lòng và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè những ước muốn với bao hy vọng, những sóc sau bao tô có nhau trong đời và nhớ sông xứng đáng cho nhau. Chia tay ta xa nhau, hãy thắp
sáng thắp sáng trong tim bạn bè. Những ước muôn với bao hy vọng, những sáng sao bao tô có nhau trong đời và nhớ sông xứng đáng cho nhau. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng ba tiếng hát thiết tha trong lòng và những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè, những ước muôn với bao hy vọng, những sáng sao bao tô có nhau trong đời và nhớ sông xứng đáng cho nhau. Những sáng sao bao tô có nhau trong đời và nhớ sông xứng đáng cho nhau. Những sáng sao bao tô có nhau trong đời và nhớ sông xứng đáng cho nhau. Lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ.